Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹo Mặt Cuộc Sống của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách ghép cái cây sứ Thái này. Đây là cây sứ Thái Lan nè các bạn. Đây cây sứ Thái Lan mình cho các bạn xem đây. Thì cái này là trồng từ hạt đó các bạn. Cái này là trồng từ hạt. Thì để ghép được cái cây sứ Thái này thì bình thường cái cây này đó, thì nó lên hoa thì chỉ có 5 cánh thôi thì không có đẹp. Thì mình sẽ ghép vô cái cây này, vô cái hoa đẹp. Thì để ghép được cây sứ Thái này thì cũng rất là đơn giản các bạn, không có khó. Thì đầu tiên thì các bạn chuẩn bị một cái dao đọc giấy nha. Đây là cái dao đọc giấy đây. Rồi một cái miếng bịch ni lông này. Thì sau đó các bạn cắt. Các bạn cắt làm cái miếng nó vừa thôi. Các bạn tiến hành các bạn cắt. Các bạn cắt thành cái miếng ni lông như thế này. Miếng ni lông trong như thế này. Rồi các bạn chuẩn bị dây thun luôn nha các bạn. Dây thun để cột vô á. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm. Đầu tiên là các bạn cắt một cái vết cắt thật là ngọt. Các bạn cắt. Đây. Các bạn cắt một vết cắt thật là ngọt. Rồi các bạn để qua một bên. Khi đó các bạn thấy cái phần trên đây không? Các bạn thấy cái phần trên đây nhựa nó đang chảy nhiều nè. Các bạn vớt một phần. Bỏ. Rồi xong. Xong cái công đoạn thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi tìm một cái nhánh của cái sứ mà hoa thật là đẹp nha các bạn. Cái nhánh sứ này là hoa rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cắt một cái phần. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ vô mình ghép cái cây trong kia nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn cứ lặt hết mấy cái lá này đi. Các bạn lặt hết những cái lá này. Lặt hết những cái lá này các bạn bỏ đi nha. Rồi các bạn lấy giấy các bạn chậm mũ lại. Thì cái mấy cái lá xung quanh này nè các bạn lặt theo chiều này các bạn giật dứt khoát nha. Các bạn giật dứt khoát các bạn gạch xuống. Thì những cái nhựa này nó sẽ ra nè các bạn lấy giấy các bạn chậm lại. Rồi xong. Thì các bạn lấy cái dao đọc giấy, các bạn cắt. Các bạn khi mà các bạn cắt các bạn nhớ chừa lại trong đây vị trí trong đây có cái mắt nha các bạn. Phải có cái mắt thì nó mới lên cái tược cho mình. Đó. Quay cận cảnh lại cho các bạn xem nè. Đây. Đó. Mình sẽ lấy một cái mắt. Mắt rồi. Đó. Các bạn thấy cái mắt nó chưa? Đó. Rồi xong cái góc ghép này nè, các bạn thấy cận cảnh nè. Các bạn dạt thêm một đường nữa. Đó, các bạn dạt một vết thẳng cho nó ngọt nha các bạn. Thiệt là ngọt. Rồi ok. Khi đó các bạn cầm cái mắt ghép này nè. Các bạn để nó lên. Các bạn để nó lên xong thì các bạn lấy cái miếng ni lông mà hồi nãy mà mình cắt ra đó, cái miếng ni lông á. Các bạn ịn vô đây, một tay các bạn giữ bằng cái ngón tay cái mình nè. Đó các bạn gịch nó xuống. Đó các bạn gịch nó xuống. Rồi các bạn cột dây thun lại. Các bạn lấy dây thun á các bạn cột lại. Nè cận cảnh cho các bạn coi nè. Đó, các bạn cột lại. Các bạn cột vào lại như thế này. Đây. Rồi các bạn lấy cái tay các bạn gịch nhẹ cái xuống để cho nó cái khớp này nó dính lại với nhau. Đó. Thì quá trình ghép sứ đã diễn ra xong rồi. Thì các bạn có thể để cái chậu cây này ở trong mát khoảng 15 ngày. Nhiều khi chưa tới 15 ngày nữa thì những cái tược xung quanh này nó sẽ bung ra, các bạn đừng có gỡ sớm. Nếu mà các bạn thấy cái tược nó ra mà các bạn gỡ sớm á, thì nó sẽ bị héo á. Các bạn đừng có gỡ sớm nha. Thì khi cái đọt nó bung ra chỗ này, nó bung lên thì nó sẽ nứt cái chỗ này, nó sẽ đẩy cái tược ra luôn. Nó rất là mạnh nha các bạn. Các bạn đừng có tưới nước, đừng có tưới gì hết á. Các bạn cứ để khoảng 15 ngày là tự động cái này nó sẽ lên đọt non. Rồi thêm nó quay cận cảnh lại cho các bạn xem nè. Thì cái thân ghép á, nó sẽ lớn hơn so với cái mắt ghép này. Cái bo này nè, cái bo ghép này nè, nó lớn hơn. Để khi mà cái này nó phát triển lên á thì cái chỗ này nó sẽ liền lạc lại luôn. Còn nếu mà các bạn chọn cái bo ghép mà nó bự bằng cái này luôn
thì khi các bạn ghép vô đây á, thì nửa chỗ này nó bị u ra, xấu lắm các bạn. Đây là vị trí mà những cái vết ghép mà mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Nếu như các bạn ghép mà ghép đúng kỹ thuật á, thì nó sẽ ra được cái giữa cái thân ghép và cái mắt ghép này nè, các bạn thấy nè, thấy chưa? Thì nó sẽ liền lạc với nhau và nó không có bị đùng cục lại. Còn nếu mà các bạn chọn mà cái cây mà để ghép á, mà nó to quá đó, thì khi chỗ này nó sẽ bị đùng nè, nó đùng ở những cái vết chỗ này nè đó, và nó sẽ không có liền lạc và nó tạo cho cây sứ của mình rất là xấu xí. Và mình sẽ xem cho các bạn xem nguyên cái vườn mà của nhà mình đây, rất là nhiều sứ nha các bạn. Đó, vì mùa nắng nó bị rụng lá, nhưng mà tới mùa mưa nó sẽ ra lá trở lại thôi. Đây, đây là những cái cây ghép nè các bạn. Đây các bạn thấy nó ghép nó liền lạc chưa? Đó. Các bạn lưu ý, các bạn nhớ là các bạn chọn những cái thân ghép này á, nó sẽ nhỏ hơn so với cái gốc ghép nha các bạn. Thì khi đó thì cái cây sứ của mình nó mới lên, cây sứ ghép của mình nó mới rất là đẹp. Đây là những cái cây mà mình cũng vừa mới thay chậu nha các bạn. Đây, giống như cái cây này mình ghép cũng nhiều năm rồi nè, các bạn thấy nó lên không? Đẹp chưa? Hoa cũng rất là đẹp nè. Đó. Khi mà các bạn ghép á, mà nó đúng kỹ thuật thì nó sẽ liền lạc lại với nhau gì nè. Còn nếu như cái phần này các bạn thấy mình lựa cái thân mà nó to quá đó, thì nó sẽ bị nô u ra nè, các bạn thấy nó u ra không? Nó u ra làm gì thì nó không có liền lạc, nhìn nó xấu xí lắm. Đó. Những cái cây mà nó phát triển đó mà mình lựa những cái mắt ghép mà to quá thì nó sẽ bị u ra như thế này. Đây, đây cũng là ghép luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy quá trình ghép sứ nó rất là đơn giản và rất là dễ. Các bạn cứ việc làm và các bạn sẽ thấy cái thành quả mình làm được là không có uổng đâu. Đây các bạn thấy mình ghép lên cái cây và bây giờ nó ra hoa rất là đẹp nè, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy giờ nó ra hoa cực kỳ đẹp chưa? Đó, đây là cây ghép nha các bạn. Hoa này là mình ghép rất là đẹp nha các bạn. Đó, đây nữa nè, các bạn thấy ghép nó lên đẹp ghê chưa? Đây cũng là cây ghép luôn các bạn. Thôi, video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay, các bạn nhớ đăng ký, like và chia sẻ. Cảm ơn các bạn nhiều. Đó là kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống nha các bạn. Chúc các bạn thành công trong việc ghép sứ Thái. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.